Đúng rồi, anh đi chung mà. Ok rồi. Đi chung hay đi riêng? Hay mình đi chung nhau nè. Ai nói? Thì nãy kêu đi với anh hay em đi đó. Đã chị hỏi á, thế nói đi chung. Đi với cái đó. Đi với đàn ông rửa móng chị đau. Móng tay chị rửa đau chứ sợ luôn. Nãy chị quay cho em lấy thì đẹp hơn. Cái móng chị hơi đau. Giống như một cái túi hả? Đỡ phải với đúng không? Nhìn sao mà to to. Sorry. Do nó cho kỹ nha. Nó phải hơi nhỏ phí nè. Kiều hơn nữa đó. Lúc lấy thì thấy to hả? Do nãy giờ quay toàn mụn to không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Ừ, dễ rớt và dính đúng không? Ừ. Chịu được sao mà dần dần mình à. Móng mình không bị ngắn á. Đi chung là cũng cần kinh nghiệm ấy, từ từ quen. Cái
cứng nghe, mấy bé nó cứng, có bé nè. Mà đau rồi. Con muốn nhìn được không hả em? Thả lỏng thả lỏng môi nha, da càng mềm là càng dễ lấy. Được con to. Nhiều hồi dính chân kím rồi đấy em. Đi tìm đấy chứ. Em biết đâu không? Em bị hoa mắt á. Nhìn không ra mụn rồi. Sau hồi không quay nữa lại thấy. Khi yên hơi, khi yên hốt mụn là quệt cho nó sát, sát cái gốc hơn á. Khi em bỏ lên làm dính. Còn em nắm cái đầu hơn em mới nhích lên là nó hay bị trượt. Bà phê vợ công rồi đó. Có lên em, có lên xin lại. Nhưng người đẹp đi đi đến một ngoài quay ở đằng này. Ngồi lên là phải biết được còn 5 triệu. Mm-hmm.
Ok, để xem. Bây giờ lấy máu nên là lấy sau. Để lấy mấy con một ẩn cái đã. Để máu dính nhúp. Lùi máy lại xiên. Khi mình đi theo mình tiến tới lúc mình không ai vậy dạ. Khi mình có thấy cuộc buồn của mình chạy theo á. Chưa được ăn này. Chị không dám về luôn á. Nóng ruột, nóng ruột. Chị trí con này cái nào? Mấy phút yên? Vừa đẹp luôn này. Không có, ê, vẫn có nè. Không có đã hả? Bác sĩ cho trắng thì ngay nha, bác sĩ cho đỏ trước. Đỏ, mấy con trắng này em sẽ cái cồi ấy. Nó ra còn cái nước bị viêm rồi. Mấy con mà nhìn trắng trắng tinh á, đè ra phát là em thấy em phút cùi là liền. Đang còn chị. Chị bé cũng làm gói 300 à? Chưa chị. Rồi chị. Nhìn là biết đi. Hậu nấu rồi. Tranh thủ ha. Chắc cả nấu cả làm khách. Tội ý sợ. Ngày đi ăn, anh Bi mua tôm hùm về ăn thì đẹp hay. Đúng vậy Loan. Mấy khi. Rồi, xong. Như hôm chủ nhật á, em kêu xin không nấu.